Rồi, hai em xin chào tất cả các bác nhé. Thì hôm nay ấy, đến thời kỳ thì em lại vào em thảo phân cho các bác nhé, thảo phân cho nhãn này. Thì em chỉ thả phân NPK thôi nhá, NPK đầu trâu các bác, để cho nó thúc đẩy phát triển cho cây nha này. Đây thì em lại em mới thả phân xong ấy. Thì em thả phân xong, bây giờ em đang tưới nhá. Thì để em đây các bác này, hạt phân này các bác thấy không. Thì tưới này chắc phải khoảng 30 đến 35 phút thì để cho nó tan phân nhá. Giờ thì phải đi kiểm tra là xem mấy cái bếp ấy bác, xem mấy cái bếp này này đó, xem nó có bị tắc cái nào không nhá. Tắc thì mình thông ra nhá. Các bác tưới thì tưới cho phân tan, các bác lưu ý hộ em là ép cho cái bếp nó chạy mạnh lên nhá. Thường mình chạy tầm 7 hàng hoặc 8 hàng thì giờ mình chỉ chạy khoảng 5 hàng thôi, 5 đến 6 hàng thôi, cho nó khỏe nhá, nó văng nước cho nó mạnh thì nó mới vung ra nó tan được phân cho các bác nhá. Thì đây. Đấy. Thì cái phân bón phân ấy thì các bác cứ căn khoảng nửa tháng cho em nhé. Thì đợt trước em cũng đợt trước em thả thì đến ngày hôm nay là cũng được nửa tháng rồi. Cứ khoảng các bác cứ căn tầm 15 đến 16 ngày nhé. Đây, các bác nhìn vườn nhãn em này. Đấy. Cứ 15 đến 16 ngày thì các bác thả phân vào cho em nhé. Thả NPK vào để cho nó thúc đẩy cây, cho nó có chất để nó đẩy lên quả, cho quả nó nhanh to, nhanh phát triển cho các bác nhé này. Đấy. Thì giờ là em đang tưới tưới ở một lửa dưới nhé. Thì tí nữa em sẽ lên nốt đằng trên, em tưới cái lửa đằng mé đằng trên này nha các bác nhé. Thì đây nhà em có khoảng 250 cây thôi nhá. Mình đặt thì thu hơn 250 cây rồi, khoảng 270 đây đúng không. Vừa rồi thì em có thu 270 cây, còn cái đợt này là đợt sau nha các bác nhá. Đó. Các bác nhìn quả thích không. Cái vườn này thì nó không được nhiều như cái vườn trước nha các bác. Cái vườn trước thì quả nó nhiều hơn. Các bác mà có bón phân này, thì nhớ phải bón theo đúng định kỳ nha các bác nhé. Cứ khoảng khi các bác bón xong rồi, bón đợt đầu thì cứ khoảng 15 ngày sau các bác này, bón lại tiếp cho em nha này. Đấy. Các bác mà muốn chùm nhãn nó đẹp, nó to ấy, thì thứ nhất là phải bón phân, thứ hai là phải tưới đều, không là nó nắng đến lúc mình đẩy nước vào là nó lứt hết quả. Đây, như cái này người ta gọi là lứt sinh lý thì mình không nói rồi nhá, lứt ít này chứ không phải là lứt do thiếu nước luôn nha các bác nhá. Vì hôm nhà em mới mưa cách đây 2 hôm thì 3 hôm thì hôm qua em tưới rồi, hôm nay em thả phân thì em lại tưới tiếp nha các bác nhé. Mình có nước thì mình chịu khó mình tưới cho cây cho nó mát, cho nó nhanh phát triển nhé. Các bác cứ nhớ của em là khi mà mình căn đủ ngày 15-16 ngày thì các bác lại cứ bón phân vào cho em, cho nó quả cho nó nhanh to, nhanh to rồi khi mà quả nó phát triển đủ rồi nó sáng quả nhá.
Thì em quay lên đằng trên em tưới thì em sẽ quay lại cho các bác nhé. Đây nha các bác. Thì nãy giờ em tưới được lửa mé dưới này rồi. Bây giờ em đang bật bếp để bật tưới lốt cái hàng mé đằng trên này nha các bác nhé. Thì các bác lưu ý là nhà mình ấy, nếu như mà có cái cây cây nhãn nào nó mà đang ra quả ấy, nó quả như thế này các bác này, hoặc là bé hơn cũng được, hoặc là to hơn cũng được, khi mà nó kiểu như là nó yếu ấy các bác, nó bé quá ấy, nó ra quả nhưng mà cái cây nó bé, nó tình trạng nó yếu quá ấy, thì các bác là cứ mạnh dạn xả hết cành cho em nhé, chứ đừng có tham để làm gì. Đó. Đấy, các bác nhìn này, như cái cây này này, đó, cả cái cây này, đáng lý là nó ra quả cùng đợt mấy cây này luôn, nhưng mà do cây nó yếu quá ấy các bác, do cây nó yếu là em phải xả hết đi, chứ mà mình cứ tham lên một tí ấy là chết cái cây của mình luôn nhá. Mình không nên tham gì hết, cây nó yếu thì mình xả nó để cho nó phát triển cây thêm gì rồi mình cho ra quả sau nhá. Đó, các bạn nhìn này. Thì trồng nhãn này thì không phải là trồng cái là được ăn ngay, cây lâu năm thì chúng ta phải đợi năm thôi. Với lại là không phải là cứ trồng xong là bón phân vào là có ăn đâu nha các bác nhá. Nhiều khi ấy, mình được mùa nhưng lại mất giá nha các bác, như vừa rồi nhà em cũng thế, được mùa nhưng lại mất giá. Thì không biết đợt này như thế nào. Đó. Lý do phải sao, làm sao phải đi kiệm này. Đấy, các bác nhìn này, thấy chưa? Nó quay như thế này thì làm sao mà tan phân được. Thì giờ em để em chỉnh lại cái bếp này rồi em tiếp tục quay và nói chuyện với các bác nhé. Thì đây nhá, lại tiếp tục quay lại với cái câu chuyện xả nhãn nha các bác. Thì thế nhưng mà các bác mà tham quá, đây chẳng hạn như cây này này, đấy, nó bé này, các bác nhìn thấy không, ngày em phải xả hết này, đây, em mới xả này, và kể như trên này cũng thế, có quả rồi nhá, như là ngay mé trên này luôn, đây các bác xem, đó, đây, đây có phải quả không, này, thấy chưa, đấy, cây nó yếu quá này em phải xả hết luôn này, em xả mất mấy cây trên này luôn đó các bác thấy không. Thì nếu như mà mình tham quá là cái cây của mình nó sẽ bị yếu đi, bởi vì nó cung cấp cái nguồn dinh dưỡng cho quả, nó không nuôi được cho cây ấy các bác. Thì cây của mình nó sẽ yếu dần và nó sẽ chết cái cây của mình nhá, cho nên là các bác mà cứ lên là cây yếu quá thì mình xả đi, mình không tham làm gì hết, được vài cây nhãn thêm được mấy đồng rồi lại chờ, thành ra là mất mấy năm để chăm dưỡng được một cây như thế. Với lại là nếu như mà cây nhà các bác bé nhưng mà nó đủ khỏe, nó xanh, nó tốt, nó không bị sao, mà các bác cho ra quả nếu như mà nó sai quá các bác, nó nhiều quả quá ấy, thì các bác lên là cắt bớt chùm đi nhá, chứ không là các bác để nhiều chùm quá thì nó cũng sẽ bị cái quả, khi mà mình xuất ra quả, khi mình có quả thì nó sẽ bé đi, cái quả nó sẽ bé, nó không được to, năng suất nó sẽ không được cao, mình bán giá nó cũng không được cao nha các bác. Với cả khi mà mình bỏ phân ấy,
bác cũng bỏ vừa vừa thôi nhá. Như nhà em thì cái chỗ này có khoảng 250 cây. 250 cây thì nên em có cho các bác xem từ trên cao luôn. Xuống tít nghe dưới kia, vòng lên đây, với cả nghe bên này, vòng lên trên này. Đây, đó. 250 cây thì em bỏ 50 cân nhá, lửa tạ, gọi là lửa tạ phân NPK. Thì các bác cũng cứ án chừng cây nhà mình thì theo độ cây to nhỏ, nhưng mà em nghĩ là 250 cây hoặc là đúng không? Tầm đấy thôi, 250 cây thì các bác nên cho lấy một lửa tạ thôi. Thì các bác về các bác cứ lửa tạ thì các bác cứ chia đều ra cho các cây là được nhá. Chia làm sao mà cho nó vừa đủ cây ấy. Nó xem nhãn này. Thì thôi, chắc là em cũng là xin phép là kết thúc video ở đây. Em tưới lốt nhãn. Còn nếu như mà các bác có câu hỏi gì hay là muốn em quay về vấn đề gì thì các bác cứ comment ở phía bên dưới bình luận. Nếu như nhãn này em mà có bị cái vấn đề như của các bác nêu trên ấy thì em sẽ quay lại cách khắc phục và cách làm. Còn nếu như mà không bị thì em cũng sẽ cố gắng là tìm hiểu và nói ra những cái hiểu biết của mình để cho các bác có thể tìm được cách khắc phục tốt nhất cho cây nhãn của mình nhá. Thì em cũng xin cảm ơn các bác đã là xem hết video của em nhé.